mời ông bà cô chú anh chị cùng con coi quầy hàng của con bán cái gì. Nhiều loại nước ngọt lắm, trà đào xả nè, xì tin. Cảm ơn tất cả cô chú Mạnh Thường Quân thời gian qua đã giúp đỡ cho hai mẹ con của con chân thành cảm ơn rất nhiều. Nhớ like, nhớ đăng ký cho chú Bùi Hồ với chú Đạt Cần Thơ. Đạt Đồng Tháp. Ở Đồng Tháp hả? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và ngày hôm nay thì có dịp về lại An Giang thì Bùi Hồ có ghé thăm lại hoàn cảnh của chị Hiền và mẹ của cô bé bán khoai 8 tuổi cô bác quý anh chị. Hiện nay thì hết gọi là hết biệt danh cô bé bán khoai rồi, tại vì cuộc sống hai mẹ con cũng đã đổi khác. Được sự giúp đỡ đồng hành của Mạnh Thường Quân, của kênh Bùi Hồ cũng như là kênh anh Nguyễn An Giang cũng như là em Phong Bụi thì hai mẹ con cũng đã có một cái ngôi nhà mới. Đồng thời đó thì sau đó thì có chị cô Nguyễn Đài ở Canada thì cô có hỗ trợ để cho mẹ con làm ăn, tại vì mẹ con nó hết tiền đó. Thì hôm nay thì chị đã bày ra buôn bán như thế này nè. Tại vì ở clip trước á, thì Bùi Hồ có quay về hai mẹ con á, là chị nói là bán một cái xe nước mía nhưng mà nó khá là bất tiện. Thì hôm nay thì chị bán những cái đồ nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này cho học sinh. Đây là những cái đồ bánh ăn vặt thôi, những cái đồ ăn vặt thôi. Cái giá có giá thì nó dao động từ 5.000 rồi 10.000, 15.000 hoặc là những cái đồ nước uống. Em chào chị nha chị Hiền. Chào chú Quân Hồ, chào cô chú anh chị. Dạ em chào chị. Để trước khi nói chuyện với chị á thì em tham quan cái gian hàng tí xíu. Này là snack đúng không? Cái này là nhiêu tiền chị? 2.000 đó. Còn cái bịch nhỏ nhỏ này là nhiêu tiền? 1.000. Này là oxy snack tôm. Bên này là 1.000. Bên này là 2.000. Ở đây là mình bán chủ yếu là cho học sinh đó đúng không chị? Đúng rồi. Học sinh tiểu học đúng không? Dạ. Sinh học thêm á. Học buổi tối á cô bác anh chị. Còn này là cái gì chị? Không biết, chị biết bán mà chị không biết nó. Không biết tên đúng không? Nhưng mà để bán cho học sinh á thì mình cần có những cái món đồ nó rất là dễ thương như thế này để cho nó có màu rồi cho nó thích hả chị ha. Dạ. Đây nè, đây là mì Ý. Này nhiêu chị? 3.000 hay gì? 3.000. Còn này là cơm quanh nhớ dai đầu óc mới nhớ dai. Ở đây là cơm cháy chà bông nhiêu? 10.000. Bán em 5.000 bán không? Bán. Nó chị trưng bày như thế này. Còn xe bên đây là xe bánh tráng nướng, bánh tráng trộn, bánh mì nướng vớt. Ai mua bánh tráng không? Ở đây thì có khô gà đúng không chị? Dạ, khô gà. Đạt đứng ngoài đó quay vô đây nè. Ở đây thì có khô bò. Ở đây là khô bò. Đây là khô gà. Và bên đây là gần, quay gần là Đạt, quay gần lại cho cô bác của anh chị xem. Ở đây là chà bông. Này là bán sao chị? Đó là khô gà này là bán chung với bánh mì nướng muối ớt. Ăn với bánh mì nướng muối ớt, còn này? Vâng, cái này bán với bánh tráng nướng. Này, còn này? Đó bán chung với bánh mì nướng muối ớt. Đây là nguyên liệu để bán bánh mì đồ đúng không? Dạ, đúng rồi. Còn bên đây nữa là cô bác của anh chị giới thiệu, sẵn giới thiệu hết luôn. Bên đây là tất cả các mặt hàng nước từ 7 úp Coca-Cola, Pepsi, nước tăng lực, đủ giá hết á. Này là nhiêu? 10.000 chứ. 10.000. 10.000 thêm cái đẩy nữa. Miễn phí cái đẩy luôn. Còn lon này 10.000. Lon này là của Bùi Hồ mới nãy uống rồi cô bác của anh chị, cũng khá là ngon, cái vị cũng ngon lắm. Hả? Chị Hiền bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Chị bán từ sáng cho đến tối luôn á. Vô nhà cũng buồn, gại ở ngoài này nó vô. Còn cái này bánh ống 10.000 bịch. Bịch gì có 10.000 à? Ôi trời ơi. Chị đếm 8.000. Bán được con bịch liền là 2.000. Này là bánh nóng gạo, ngày xưa là người ta thường đi xay, đi chạy theo xay á. Người ta ngon bây lắm. Giờ người ta để thêm đậu phộng nó thơm lắm. Thơm lắm hả chị? Ừ, đậu phộng. Cho em miếng đó. Ăn thử coi. Chưa ăn rồi. Ồ, mua bịch luôn đi chứ cho miếng gì. Nãy giờ là... Nghe nói chị chưa ăn thử mà chú đó nói là ăn thơm ngon gì đó. Đậu phộng gì chị cũng không dành á. Nãy giờ để giới thiệu qua các mặt hàng em mời chị, các mặt hàng mà... của chị Hiền bán này cũng khá là nhiều tiền luôn. Bé Oanh cũng sắp đi học về ha chị ha. Dạ. Giòn ngon. Ngon ghê á. Nhưng mà một bịch vậy là chỉ có 10.000, mình lời được 2.000. Đúng không? Có món này được lời nhiều nhất rồi, mấy món này lời ít. Như lon nước này chị lời nhiêu? Chị lấy cái này
hai lốc là 132 ngàn mà chị bán lon có 10 ngàn à. Mười hai lon mà 132 ngàn. Cái này ngon lắm cô bác của anh chị. Cô bác của anh chị nào mà có mua này chị Hiền sẽ ship ra tận nước ngoài luôn ha. Chị có biết chữ đâu ship. Nói cho vui á, bây giờ này nè, hôm nay thì em qua đây tình cờ thăm mình đó, thì chị thông báo cho cô bác của anh chị biết về cái nơi ở của mình cũng như là cái cuộc sống của mình hiện tại bây giờ như thế nào. Em thấy bộ đồ nhiều quá, vốn chắc cũng khá là nặng ha chị Hiền. Dạ. Sao? Thứ nhất là nơi ở này. Còn ngủ võng không? Dạ không, ngủ nhà chú Hồ với chú Rạc với chú Phong với chú Nguyễn với cô chú Mạnh Thường Quân chắc là đẹp rồi. Dạ. Không còn bị mưa ngập, không còn bị nước tràn vô nhà. Ngủ ngon chưa? Còn ngủ giật mình không? Dạ hết. Hôm nay thấy chị khởi sắc lên ha, hay đặt ha. Rồi cái thứ hai là buôn bán gì được không? Bán thì cũng la gai chứ nhưng mà chưa đắt. Mình bán được bao nhiêu lâu rồi chị? Chị bán bữa cô ở nước ngoài giúp đỡ tiền đưa cho chú Quân Hồ cho chị. Cô Đài ở Canada. Cô Đài ở Canada để giúp đỡ cho con tiền. Con mua nước ngọt, rồi con mua sữa, rồi con mua bánh tráng nướng với đồ ăn vặt của học sinh. Con chân thành cảm ơn cô Trang Đài để giúp đỡ cho con cùng chân... tất cả các mạnh thường quân luôn. Dạ, con cảm ơn ông bà cô chú trong nước và ngoài nước thời gian qua để giúp đỡ cho con, cho tiền con chữa bệnh, cho nhà đẹp cho con. Cô gì quên tất cả mạnh thường quân đi chị. Con cảm ơn tất cả cô chú mạnh thường quân thời gian qua đã giúp đỡ cho hai mẹ con của con chân thành cảm ơn rất nhiều. Rồi bây giờ là mình còn vốn gì không hay là mình bổ đồ hết rồi? Bổ đồ hết rồi. Bây giờ còn được nhiều tiền không? Chỉ còn nguyên một cọc nè. Cất cẩn thận á. Bổ đồ nè. Chị bán là nãy chị nói là bán được bao lâu rồi? Chị bán từ bữa mà cô cho tiền chị đó. Bữa chú Hồ đem qua cho chị là qua ngày sau chị bán tới bữa nay luôn đó. Bây giờ còn tiền lẻ không à? Đặng chị thòi chứ nếu mà không có tiền lẻ. Nhưng mà còn tiền chẳng là có cất đâu nữa không? Hay là còn vốn nhiêu đó hết? Không, chị bỏ đồ hết trơn luôn. Sao mình không để mình thủ để mình ăn uống đồ? Là chị bán thì ngày mỗi ngày mình có đồng vô đồng ra rồi. Là mình có tiền ăn uống rồi ha. Có. Ngày là bán được thu nhập khoảng nhiêu hay chị ha? Cô trăm mấy à, học sinh ở đây mình cứ đường này vắng ít xịu à, chị bán thì mấy đứa học sinh nhỏ đó. Nhưng mà nó vẫn vui, thứ nhất vui. Là chị tiếp xúc với học sinh vui. Đúng rồi, ở trong nhà nó muốn bị trầm cảm á. Ra ngoài đường nó thoải mái hơn. Rồi ở trong nhà như mình, như có hai mẹ con rồi mình ở trong nhà như là không biết chừng sao nữa. Tù, ở nhà bị tù túng. Đúng rồi. Rồi ra ngoài tuy rằng đồng tiền mình kiếm được ít nhưng mà mình được nó thoải mái nè. Nó không có bệnh hoạn nữa. Đúng rồi, rồi đi qua ông bà cô chú hỏi thăm rồi con khỏe chưa, con đỡ nhiều chưa, rồi con gắng sức khỏe, đừng gắng làm cho nuôi con có con. Rồi như cô chú nói vậy chứ chị thấy vui trong lòng vậy đó. Rồi bé Quanh Kiều có phụ chị không? Có, tụi nghiệp cháu về cháu phụ chị nhưng mà chị không có cho, nói là con đi học đi để như là con gắng chăm học đi để biết chữ chứ đừng có dốt giống như mẹ khổ lắm. Chị nói vậy đó nhưng mà nó cũng ra phụ chị rồi về phải làm bài nữa. Dạ. Rồi chị mới nói thôi đi con, bây giờ mẹ phân công việc như vậy, mẹ thì bổn phận đi bán, con thì chỉ tập trung vô học thôi đó. Chị nói vậy đó nhưng mà nó cũng vẫn ra phụ tiếp chị lặt vặt nữa. Nhưng mà thấy cháu học hai buổi thì được rồi. Rồi tối không phải về đặng học bài để nhà mơ vô trả bài nữa. Đó như thời gian cháu cũng không có tụ nghiệp nó. Nói chung là hổng ngày thì tiền thì bổ đồ thì nó cũng cũng hết. Có bán nhiêu thì mình bổ nhiêu. Đúng rồi. Rồi cái số tiền bổ đồ đó thì mình bán được thì nó cũng có một cái chi phí để cho mình ăn uống. Đúng rồi. Với chị cũng ăn hà tiện hà tặng nữa. Chủ yếu là chị chỉ mua thuốc uống thôi. Chứ chị ăn thì chị cũng cần kiệm hà tiện hà tặng nữa. Dạ. Rồi đồ tiền của cô cho chị là chị để làm vốn buôn bán chứ chị không có tiêu xài phí. Dạ.
Nói chung là hai cuộc sống hai mẹ con thì thấy cũng khá ổn. Mà hàng ngày vậy đó thì chị bán từ mấy, từ sáng đến mấy giờ, tối mấy giờ mới nghỉ? 9 giờ chị mới dẹp đó. 9 giờ tối. Con ăn gì tiếp cô coi. Cứ sao ăn đây. Bạn ăn con gì nói đây? Ủng hộ không á. Nói con lựa đi. Một chai xì tin. Bao nhiêu tiền? 10.000. 10.000. Ra ủng hộ không á chú Hồ ơi, tội nghiệp mấy nè. Trời, có người ủng hộ là vui rồi. Nhưng mà bán gì cho có đồng ra đồng vô thì vui. Ừ. Nay mốt chị có mua cái đồ án nước đá đó để có, cái tay nó lạnh. Để, chị để trong cái bao ở chổng rồi cái này nhỏ. Ừ, thối tiền cái, con. Thối tiền con. Cái đồ xúc nước đá đó chị? Có cái đồ chị để ở trong cái thùng bự trong á. Con này con, tiền nhỏ này nha con. Cảm ơn con, chúc con uống ngon miệng nha. Ở đây chắc hàng xóm láng giềng này cũng thương chị. Cô chú ông bà cho không đó, người cho cái này nè, cô giáo mới cho đồ chị bạn nè. Đang bận đồ trực nhà cô giáo với thầy giáo đó. Nên là nữ mình bày ra mình bán cho có đồng ra đồng vô. Bé quanh bây giờ cũng chưa về nữa hả? Ừ, tại vì mà tại vì nói chạy bán ít nhiều gì đây mình mặn, nói chung là cực khổ quen rồi, gửi trong nhà cưng không mặn, cưng bực bội, bực mình lắm. Dạ. Yeah. Cô này là chị lấy bao nhiêu tiền một ký? Cái này hả chú? 150 mà coi clip chị đó bớt 10.000 còn 140. Cái này khô gà nè. Chị kia coi clip thấy chị khổ hả? Ừ, tại vì chị bán. Nhưng mà nè, bán ổ mày vậy thì lời nhiều không? Cái lợi ít ít rồi em ơi, tiền than, tiền bọng, Tết cái gì cũng lên mà bán thì không ra tiền. Rồi bánh mì nướng ớt cũng đỡ đâu? Chị chưa hết, chị mới có nhóm lửa à. Quanh chưa... về rồi, quanh đi lấy bánh mì, chị mới ép. Sao bữa nay con sợn má vậy? Gặp quay chị chắc các bạn ngại gì? Không đâu, mấy cháu đó ngoan lắm. Mấy cái này khiên tiếp chị không nè. Ta con ăn học mà, nhà mấy đứa đó học trò đó là con nhà giàu không mà. Dạ. Nhà giàu trí thức không à. Thôi bây giờ chắc có lẽ là đợi tí xíu nữa phỏng vấn bé quanh luôn. Dạ. Đạp vòng đi con. Cho ông bà cô chú nè. Chào ông bà cô chú anh chị chưa? Chào ông bà cô chú anh chị. Con chào chú Đạt, con chào chú Bùi Hồ. Ừ. Bữa nay con học mấy điểm? Dạ, con chưa biết. Bán cho chú chiếc xe này đi. Cho cái chiếc xe đi học, bán cho chú rồi sao con chạy đi học nữa. Bán cho chú 10 triệu. Ở nhà khỏi học đi bán phụ đồ tiếp mẹ. Dạ thôi, tại nhiều lúc con nói là con học bài xong rồi con ra phụ mẹ, mẹ nói đó, là thôi vô học đi rồi ngủ sớm, sáng ngày mai đi học nữa. À, bây giờ dẫn xe đi ngồi nó chơi á. Giờ dẫn xe đi mấy chú cháu mình ngồi nói chuyện chơi nè. Cho vui nè. Rồi, mấy anh chọn cái ghế nào ngồi đi. Con ngồi cái ghế thấp kìa. Bữa nay là hết bệnh chưa? Ngồi ghế lùng hả? Bé con mà ngồi ghế lùng nữa. Chạy xe vậy có mệt không? Uống miếng nước vậy? Dạ không. Để chạy về gieo gieo luôn. Mấy trường cách đây mấy trăm mét bé Quanh? Trường tiểu học Hàm Nguyên cũng gần lắm chú ơi. Qua đây đi ngồi đi chị. Mẹ cũng không biết mấy mét nữa. Dạ không biết. Không gài là bán phụ mẹ bán sao nói cho chú Hồ nghe với. Dạ bán cũng được, mấy anh chị học sinh á cũng ra mua ủng hộ mẹ con và ông bà cô chú nữa. Lỡ mắc mưa sao ta? Dạ mắc mưa, nếu mà con đi học mẹ con thứ nhất là dọn cho mấy cái hô bò trước, không ơi ướt là khó khô lắm. Thì sao hai mẹ con ra sao dẹp hết cái đống đồ khổng lồ này? Dạ được, từ 8 giờ mẹ con dẹp tới 9 giờ là xong rồi. Mình con dẹp hay mình mẹ con dẹp hay là con dẹp phụ? Dạ con dẹp phụ, con học xong bài con dẹp phụ mẹ con. Có chia ra để dẹp không hay là ai thấy nào thì dẹp cái đó? Mẹ thấy thì mẹ dẹp, con thấy thì con dẹp. Dạ, không có chia. Thấy mẹ phụ mẹ mà đứng ở trong chổng mà đang bưng nước ngọt,
đó là con phụ mẹ thứ bảy chủ nhật thì con thức sớm phụ mẹ để chắc đồ ra bán. Có bữa nào hai mẹ con bán trúng bánh mà khoảng được cả triệu bạc không? Dạ không, cái bánh kẹo này là ít lắm chú ơi. Bây giờ con có thể giới thiệu một số sản phẩm qua cho chú Hồ và cô bác của anh chị biết được không? Dạ được. Rồi, bắt đầu. Rồi, là một cái cô bé bán khoai, hết bán khoai, bây giờ chuyển sang bán đồ ăn vặt. Rồi. Dạ. Rồi, mời cô bác của anh chị sao nó làm? Con mời ông bà cô chú anh chị cùng con coi quầy hàng của con bán cái gì? Nhiều loại nước ngọt lắm. Trà đào xả nè, xì tin, trà xanh, nước suối, dòng đỏ, C2, chanh. Rồi giá cam. Dạ 10. 10 ngàn hết ha? Dạ lon thì 12, mẹ con trai thêm tẩy. Tặng thêm tẩy là lon là 12, giữ chua trời. Rồi. Cái này là bao nhiêu nè? Dạ 12 một lon. Lon là 12. Rồi, tiếp theo. Còn nếu như không cho tẩy? Dạ. Uống lon mà không cho tẩy thì nhiêu, 11 hả? Dạ không, mẹ con cho tẩy đâu có lấy tiền đâu, lon á thì cũng 12 như cũ luôn. Lon không lấy tẩy vẫn 12. Dạ. Mà lon có tẩy vẫn 12. Dạ. À, vậy là tẩy thì miễn phí. Dạ. Ví dụ như chú mua một lon mà chú lấy 10 cái tẩy được không ta? Dạ, vậy là chú phải đi thêm tiền. Tại mẹ con cho một cái tẩy á, nếu á mà ở ngoài phố bán là 1.000 cái tẩy rồi. Vậy là chỉ cho được một cái tẩy thôi. Dạ. Rồi giới thiệu cho rõ ràng cho cô bác của anh chị biết. Tiếp theo. Tiếp theo qua quầy bánh đi. À, chút sữa này lại cho đây cho nó. Rồi, con qua quầy bánh đi. Dạ, quầy bánh là quầy hết nhất luôn. Dạ, bánh mì bơ đậu phộng nè, là màu cam. Dạ 2.000. Bánh mì nhân đậu xanh 2.000. Mì Ý 3.000. Giá trên xe đó là từ 5.000 đổ lại phải không anh? Dạ. Có nào tăng 5.000 không? Dạ có, những cái dạ cái này 6.000 với cái nào nữa ta? Con còn nhớ em bịch 6. Có 2 là 6, còn nhiêu là 2 với 3 không à? Dạ đây. 6.000. Lấy vốn dạ. Nhiêu mà bán 6.000? Dạ con không có biết, tại vì á mẹ con tự đi, tự làm một mình ơn, con có biết dành. Nhưng mà mẹ con là giao cho con là bán giá 6.000 thì con mới bán thôi, 6.000. Dạ. Chứ con không biết là mẹ lấy bao nhiêu tiền đúng không? Dạ. Chắc chắn là vậy rồi. Rồi, tiếp theo, còn nào nữa không? 6.000 hả? Con có bánh 1.000 nữa đây. Cái này thì thường thường là cái nào con bán mấy bạn với lại mấy anh chị ăn nhiều nhất quanh? Dạ, nem tôm. Dạ đây, 2.000 một bịch. Ngon với nhiều miếng nữa. Nem tôm. Rồi bên kia, còn kia kìa. Dạ bánh bông lan. Dạ 10 hết. Ôi trời. Mời các bạn đi học mà không có tiền đủ 10.000 người sao? Có bán thiếu không? Có khi nào mà các bạn mà mua thiếu, bạn nói quanh ơi, hôm nay là tôi đi học, mẹ tôi cho 5.000 nhưng mà tôi thèm cái bánh bông lan này nè. Rồi bây giờ cho tôi thiếu 5.000, mai tôi trả 5.000, có bán không? Dạ con không có biết, tại vì con chưa bán phụ mẹ phải chừng một lúc là con đi học rồi. Mấy giờ con đi học nữa nè? Dạ không, nếu về con học ngày 2 buổi, thứ sáng là 6:45 đánh trống là phải có mặt ở trường. Rồi 10:35 là có về, nó chống về. Còn 2 giờ vô học là đánh trống. 1 giờ mấy vô vừa rồi. 4 giờ mấy rồi ta, nãy con không coi đồng hồ nên con có biết. 4:30. 4:30 là con đánh trống về. Người ta ngày xưa thì người ta có thường gọi là cô bé bán khoai 8 tuổi. Bây giờ thì không còn cái biệt danh là cô bé bán khoai 8 tuổi nữa, là mình đổi lại là cái biệt danh là
cô bé bán đồ ăn vặt 8 tuổi hay sao? Hai con vẫn phải bán phai hơn là bán đồ ăn vặt. Vì sao? Tại vì phai là một đặc sản của người miền Nam. Vậy chứ người miền Bắc đặc sản là gì? Dạ cũng là phai luôn. Nhưng mà tại sao nói đặc sản người miền Nam? Tại vì á con, tại vì á mấy bạn của con học lớp 4 nói năm nay học lịch sử á, là hồi xưa mà có chiến tranh á, không có gạo ăn, toàn đi móc móc phai ở dưới ruộng mà người ta chưa móc hết á, ăn thôi. Khoai thì ăn no hơn nữa đúng không? Dạ. Có nghĩa là con thấy ngày xưa mà ngày xưa thì người ta sử dụng, khi mà người ta đói người ta thường ăn khoai đúng không? Dạ. À cũng hay ha. Sao biết à? Có câu chuyện lịch sử nào hay kể nghe? Dạ con không rành nữa, tại vì bạn con nói là với con thôi. Rồi hôm hổm gà đi học thuộc bài thơ nào không? Dạ không. Vậy hả? Rồi thôi đi con, qua đây con, đi. Con còn một quầy chưa giới thiệu kìa. Quầy nào ta? À nhà, bánh tráng nướng. Con đang đứng đó. Dạ mẹ con bán bánh tráng nướng, bánh tráng trộn, bánh mì nướng muối ớt 15, 10, 15, 20. Mà sao mà hai mẹ con không bán nước mía mà quyết định chọn bán món này vậy bé Oanh? Chú Hồ đang băn khoăn suy nghĩ nè. Để con ký ghé con. Sao? Là mẹ con có nhờ chú xe ôm chở xuống dưới rồi. Tại vì á ở dưới á người ta nói á là kêu mẹ mua xe nước mía về tự chế đi, không có xe nước mía tự chế. Mẹ con thì bệnh nữa, mẹ con không có biết làm nên mẹ con chuyển qua bán cái này chứ không có điện. À, giữa bán cái này nè với lại bán khoai thì cái nào nó sẽ khỏe hơn ta? Dạ bán cái này khỏe hơn, phai phai sẽ nóng. Nhưng mà cái cuộc sống của con với mẹ con bán ngay chỗ này á, gần nhà nè. À, bước ra là tới rồi, bước vô là tới rồi. Đói bụng thì chỉ cần vô nhà ăn cơm ra bán tiếp. Ví dụ như là con lúc mà con ăn cơm thì mẹ con canh, hoặc là mẹ con ăn cơm thì con canh. So với cái cuộc sống bán khoai thì nó đỡ hơn không? Dạ đỡ hơn. Ngày xưa nhớ lại cái lúc mà hai mẹ con mình còn ngủ mái hiên. Bây giờ thì mình lại bán ở đây, mình không được không ngủ, còn cái cảnh ngủ mái hiên giống như ngày xưa nữa thì dạ, mình cảm không thấy như thế nào? Dạ giờ không ngủ mái hiên, giờ ngủ lấy cái trời mưa là lấy cái bọc, lấy cái miếng bạc, lấy cái miếng đó che về lên nhà kìa, về nhà kìa. Dạ về nhà hả? À, dạ tối con ngủ ở nhà. Giờ về nhà ngủ cảm giác sao quên à? Dạ vui chứ không có bị mưa dột. Ngày hôm nay có chuyện gì đi học, có chuyện gì vui không? Kể cho cô bác của anh chị nghe với. Có chuyện vui hả? Dạ có. Bữa nay con đi học con, bạn con chơi nhảy dây nè, rồi chơi bắt gượt nè, nhiều trò chơi vui lắm. Rồi thôi chị Hiền ra đây ngồi luôn đi chị. Quanh ngồi ghế cao đi con, cho mẹ ngồi ghế thấp nặng vậy. Hai mẹ con ngồi ngồi chung ghế luôn đi. Quanh ngồi ghế cao, cao ghế ngồi lên. Đây đi chị, qua đây luôn đi, em qua đây đi cho nó tiện. Hai mấy con ngồi đó đi. Đó. Hai mẹ con bây giờ mà chắc cô bác của anh chị xem được cái clip này, chắc có lẽ là cô bác của anh chị thật sự rất là vui. Bởi vì qua một cái thời gian bận khoảng mấy tháng thì hai mẹ con cũng không nghĩ được rằng là mình lại được giúp đỡ và được buôn bán giống như vậy. Cái cảnh mà cơ hàng ngày xưa á, lúc mà còn bán khoai ngủ mái hiên á, thì đó là cũng là một cái công việc mưu sinh. Dạ. Nhưng mà đó nó cực hơn nhiều, tại vì mình không có chỗ ngủ, rồi tối mình phải ngủ võng. Bây giờ cuộc sống của mình nó đã được sang một cái trang mới rồi, được bán cái nơi gần nhà, được bà con cô bác quý anh chị ở hàng xóm thương yêu, được ngủ ở trong một cái nơi ngủ ấm cúng hơn, và đặc biệt là thấy bé Oanh được đi học nè. Thì bản thân em ghi hình, em với đại đặt đồng tháp ghi hình như thế này á thì cũng cảm thấy rất là vui. Thì Đạt thì cũng đã trước đây Đạt làm thợ hồ, thì cái cuộc sống thợ hồ nó cũng khá là nhiều vất vả, nên Đạt muốn kết nối thiện nguyện với lại cô bác của anh chị đi quay kênh luôn. Cô bác của anh chị có ủng hộ Đạt thì để cho Đạt một cái like nào đó để cho Đạt có thêm một cái động lực, tại vì làm hồ cũng khá là vất vả. Rồi bây giờ thì nãy giờ em nghe được cái tâm sự của hai mẹ con, được cô bác, tất cả cô bác của anh chị là Mạnh Thường Quân á,
rồi ủng hộ cho cái gia đình mình ấm cúng hơn, vui vẻ hơn. Thì đặc biệt là thấy bữa nay hai thấy cái sắc mặt của chị rất là tốt luôn, có nghĩa là hồng hào lên, tươi đắng hẳn ra. Thì hôm trước thì chị cô Nguyễn Thị Lan Đại Canada có ủng hộ mình 10 triệu ở đợt làm vốn lần sau á. Hôm nay thì em thay mặt cho cô qua đây để hỗ trợ cho mình, tại vì mình bỏ đồ cũng gần hết rồi, thì em thay mặt cho cô Nguyễn Thị Lan Đại, cô là cô Đài ở Canada ủng hộ cho mình 5 triệu để mình làm cái này rồi cái kia là mình làm vốn, mình bỏ đồ, mình xây sở, con này mình giữ lại để mình làm để đó nha chị nha. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, đây 5 triệu em gửi cho chị. Con cảm ơn cô. Chị nói trước đi rồi tới bé Quanh nói sao. Con cảm ơn cô Lan Đài ở Canada. Con cảm ơn cô Lan Đài ở Canada đã giúp đỡ cho con 5 triệu. Con chân thành cảm ơn cô rất nhiều. Cô này là lúc trước cũng hỗ trợ cho mình 10 triệu đó. Con chúc cho cô được nhiều sức khỏe, gia đình của cô được nhiều an lạc và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Con chúc cho cô giàu thật là giàu để giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn giống như con. Con nói một lời cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, nói thêm một lời cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đi chị. Dạ, con cảm ơn ông bà cô chú trong nước và ngoài nước thời gian qua đã giúp đỡ cho hai mẹ con của con, cho con tiền chữa bệnh, xây nhà đẹp cho con, cho vốn con làm ăn. Con chân thành cảm ơn ông bà cô chú và quý anh chị rất nhiều. Con chúc cho ông bà được nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Con chúc cho ông bà giàu thật là giàu để giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn giống như con. Con chân thành cảm ơn. Tao bé Quanh đi. Dạ, con cảm ơn cô Lan Đài ở Canada đã giúp đỡ cho hai mẹ con 5 triệu. Con cảm ơn cô rất nhiều. Con chúc cho cô nhiều sức khỏe, trẻ mãi không già. Con cảm ơn cô rất nhiều. Con ông bà cô chú trong nước và ngoài nước đã ủng hộ hai mẹ con trong thời gian qua. Con cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất nhiều. Một lần nữa thì giờ Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị mạnh thường quân đã đồng hành cùng kênh của ba anh em để cho hai mẹ con có được cái cuộc sống như ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ cũng xin chân thành cảm ơn cảm ơn cô Lan Đài ở Nguyễn Thị Lan Đài ở Canada đã đồng hành hỗ trợ cho hai mẹ con có vốn làm ăn cũng như là có một cái số tiền để xây sở trong cuộc sống. Và em cũng thay mặt cho cô chú anh chị á, cũng như là em với lại Đạt Đồng Tháp cảm ơn chị, chúc chị và bé Quanh luôn có một cái sức khỏe dồi dào. Trước tiên là sức khỏe, chúc cho bé Quanh trong ngoan học giỏi và đặc biệt là trong thời gian sắp tới á, thì gia đình của mình làm ăn càng ngày càng khấm khá, phát tài phát lộc và đặc biệt là vạn sự như ý hai chị ha. Dạ. Dạ, thì hôm nay cô chú quay được cái thước phim này chắc có lẽ cô chú anh chị cũng rất là vui. Rồi con chào ông bà cô chú. Rồi, con nói... chào ông bà cô chú anh chị. Con chúc ông bà cô chú anh chị một ngày vui vẻ và tràn đầy sức khỏe. Mọi người ơi, nhớ like, nhớ đăng ký cho chú Bùi Hồ với chú Đạt Cần Thơ. Đạt Đồng Tháp. Ở Đồng Tháp hả? Tới Cần Thơ. Chú Đạt cắt nhà cho con á, nhớ ông bà cô chú ủng hộ. Ông bà cô chú, anh chị ơi, nhớ ủng hộ chú Đạt Đồng Tháp xây nhà cho con để chú có động lực để chú ra nhiều video mới hơn. Rồi, chào hai mẹ con nhiều, chào một buổi chiều vui vẻ nha. Dạ. Cảm ơn chú Hồ, cảm ơn chú Đạt. Chúc chú Hồ, chú Đạt được ông bà cô chú thương để giúp đỡ, để ủng hộ kênh để cháu có nhiều động lực để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn giống như chị. Chân thành cảm ơn chú Hồ, chú Đạt rất nhiều. Cảm ơn.